Kênh Ghiền Nấu Ăn thân chào cả nhà. Trước đây em có chia sẻ đến với cả nhà cách làm nước mắm chay giả chiến, chỉ đơn giản là từ muối, đường và nước tương. Còn ở video lần này, em chia sẻ thêm với cả nhà một cách nấu nước mắm chay khác nữa cũng rất là ngon. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Em dùng một trái thơm chín cỡ nửa ký. Cả nhà nên chọn thơm càng chín vàng sẽ càng ngọt thì khi đem làm nước mắm sẽ càng ngon. Em cắt thơm thành miếng nhỏ và không bỏ cùi, mình dùng luôn cả cùi thơm. Cho thơm vào cối xay. Em để thêm nửa lít nước lạnh, nước ở nhiệt độ bình thường, không cần dùng nước chính nha cả nhà. Sau đó nhấn máy xay cho thơm nhuyễn nhừ. Thơm xay xong mình cho qua túi lọc để lược bỏ xác thơm. Em cũng vớt bỏ đi lớp bọt trên mặt. Với một trái thơm chín nặng cỡ nửa ký, đem xay với nửa lít nước thì lượng nước thơm mình thu được là gần 1 lít. Cho 200g đường thốt nốt vào nồi. Em cho tiếp 100g muối hột. Rồi cho luôn nước thơm vào. Để nấu nước mắm chay thì em dùng muối hột. Vì đây là muối nguyên chất, chưa qua xử lý nên muối ít mặn hơn so với các loại muối tinh, muối sấy hoặc muối iốt. Và mình dùng đường thốt nốt để vừa lấy vị ngọt lại vừa lấy màu hơi nâu đậm thì khi nhìn sẽ ra đúng dáng là nước mắm hơn. Còn việc dùng thơm thì cũng là để lấy vị ngọt và cả mùi thơm dịu nữa, nên nước mắm chay dù là phải mặn nhưng không đến nỗi mặn chát, do vị mặn của muối đã được vị ngọt của đường thốt nốt và nước ngọt của trái thơm trung hòa nên rất thơm lại vừa ăn. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi thì em hạ nhỏ lửa, nấu sôi liu riu nước mắm chay trong 30 phút để cho nước mắm được khô đặc lại. Và khi nước mắm chay đã được nấu cho sắc hơn thì cả nhà thấy màu của nước mắm chuyển sang nâu đậm nhưng vẫn ánh lên chút vàng hực là màu tự nhiên của trái thơm chín. Nước mắm chay nấu xong thì mình hãy đợi cho nước mắm nguội hẳn. Bây giờ nước mắm chay đã sẵn sàng phục vụ cho các món kho nấu rồi đó cả nhà. Và để dùng được lâu hơn thì cả nhà hãy cho nước mắm vào chai, lọ đậy kín, đem để ngăn mát tủ lạnh ăn dần được 1 tuần. Nếu cần một chén nước chấm cho đậm đà thì mình thêm chút ớt hiểm cay vào và dùng nước mắm nguyên chất không pha. Còn nếu cần một tô nước mắm chay chua ngọt để ăn bún, bánh tráng cuốn hay bánh xèo, bánh mì thì trước tiên cả nhà hãy giã chút tỏi ớt và đường. Kế đến vắt thêm chanh, thêm đường và thêm nước chín, nước uống đó cả nhà, rồi hòa tan. Xong rồi em sẽ múc nước mắm chay cho vào. Cả nhà cứ pha và nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình cho ngon nha. Để tô nước mắm chay chua ngọt này thêm phần hấp dẫn thì em sẽ để thêm tỏi và ớt sừng không cay băm nhỏ cùng với một chút muối của trái chanh vào. Tất cả tỏi ớt và muối chanh nổi lên mặt như thế này nhìn sẽ vô cùng hấp dẫn. Như vậy là kênh Ghiền Nấu Ăn đã gửi đến cả nhà hai cách làm nước mắm chay rất dễ thực hiện rồi. Cả nhà có thể chọn để trải nghiệm tùy theo sở thích nhé. Em xin mến chúc cả nhà thực hiện thành công.